Những địa điểm thú vị mà có thể bạn chưa biết. Phần 12. Hồ xanh Blue Lake, hay còn được biết đến với danh hiệu hồ nước ngọt tự nhiên có nước trong nhất thế giới. Đây là kết quả của các cuộc thử nghiệm khoa học vào năm 2011 bởi Viện Nghiên cứu Nước và Khí quyển Quốc gia New Zealand. Theo kết quả nghiên cứu, tầm nhìn xuống dưới mặt nước hồ lên đến 80 mét. Điều đó có nghĩa là chất lượng của nước gần như là nước cất. Độ trong của hồ được theo dõi để xác định xem có bất kỳ thay đổi nào trong vòng 1 đến 2 năm tới. Hồ có màu tía phớt xanh, màu mà chúng ta chỉ có thể nhìn thấy ở những vùng nước tự nhiên trong vắt. Hồ nằm ở độ cao 1.200 mét so với mực nước biển, ngay dưới hàng cây sồi núi Coi Cọc. Nước ở trong hồ luôn ở nhiệt độ từ 5 đến 8 độ C và vùng nước trong vắt này được coi là suối nguồn linh thiêng của người Maori. Hiện nay, hồ là một phần của khu bảo tồn quốc gia Neilson Park, nằm ở phía bắc trên đảo Nam, được thành lập vào năm 1956, diện tích công viên khoảng 1.020 km2. Để đến được hồ, bạn phải mất 2 ngày đi bộ tính từ khu vực bắt đầu thuộc ranh giới công viên. Ngoài ra, bạn cũng có thể ngắm hồ từ trên cao với các tour trực thăng ngắm cảnh. Nơi đây có những con đường hẻo lánh, thách thức những nhà đi bộ đường dài dày dặn kinh nghiệm và thích sự yên tĩnh. Ngoài ra, nơi đây có những vùng thấp hơn với những con đường mòn dễ tiếp cận để đi bộ đường dài dành cho dân nghiệp dư.